khi ca sĩ Việt gặp fan nhí, yêu thứ hai tan chảy khi gặp đúng fan cứng. Chúc anh. Chúc anh xin chào tất cả mọi người ạ. Đây là bài nào của Dương Lê Hải ạ? Quang Hùng lần nào cũng đứng hình xịt keo. Con đứa. Hòa Minzy bật mút mẹ bỉm, đổi giọng giao lưu, bế bổng lên vẫn cất giọng tưng bừng. Ngô Phước Thịnh xưa xu quá trời quá đất vì một lý do, sau bớt là ngon lành ngay. Phan Nhí luôn hồn nhiên và chân thật nhất, cảm xúc ra sao thì thể hiện như vậy, thế nên những khoảnh khắc ngôi sao gặp các em bé luôn tạo ra rất nhiều điều thú vị. Hiếu thứ hai là chàng ca sĩ rất được lòng fan nữ nhờ vẻ điển trai của mình, và anh cũng được lòng cả fan nhỏ tuổi luôn chứ không có ngoại lệ nha. Từng có lần chàng rapper được giao lưu với một em bé trong sự kiện và gặp ngay bé không chỉ xinh xắn mà còn là fan cứng luôn. Cô bé mới chỉ có 4 tuổi nhưng giao lưu cực bạo dạn, còn thuộc cả nhạc và cất giọng hát ngay khi Hiếu yêu cầu luôn nhé. Sự đáng yêu và dạn dĩ của cô bé khiến cho cả chàng rapper lẫn khán giả đều vô cùng thích thú, không ngừng quắn quéo tan chảy. Sau khi thần tượng gặp được fan nhí siêu cưng, fandom của anh chàng cũng tìm ra thông tin em bé này là con gái của một fan girl chính hiệu của Hiếu thứ hai. Đúng là mẹ truyền con nối thành công rực rỡ luôn, là ngôi sao rất đang được lòng khán giả chẳng thua gì nhân vật phía trên. Nhưng nhìn lại thì Quang Hùng Master đi lại không có duyên gặp fan nhí xuất sắc như chàng Hiếu thứ hai. Không chỉ vậy, mỗi lần gặp em bé của anh chàng đều một lời khó nói hết. Có lần Quang Hùng gặp một em bé đứng giữa các fan của mình và chủ động lại giao lưu nhưng cô bé vừa gặp nam ca sĩ đã bỏ đi phũ phàng. Một lần khác hên hơn, gặp được fan cứng nhỏ tuổi, anh chàng cũng giơ tay chào cô bé nhưng bé lại phản ứng chậm. Quang Hùng quay đi rồi bé mới chào lại khiến nam ca sĩ tưởng mình không được chào đón, dỗi luôn. Lần khác còn hề hơn nữa, tại sân bay Thái Lan, chàng ca sĩ gốc Huế đã gặp một fan nhí còn đặc biệt hơn nhiều. Cô bé dường như là fan cứng của giọng ca Thủy Triều thật, vừa nhìn thấy anh chàng là lập tức phấn khích nhảy nhót lăn lê bò lết vô cùng vui vẻ. Chính chủ nhìn thấy mà không biết phản ứng ra sao, xịt keo bất lực rồi đành bỏ đi chứ không biết làm sao giờ. Có lẽ vì đã sinh con nên Hòa Minzy đặc biệt rất thích và yêu ái với các fan nhỏ tuổi, lần nào gặp cô nàng cũng giao lưu rất nhiệt tình. Có lần đang trình diễn thì gặp em bé, Hòa Minzy lập tức bật chế độ mẹ bỉm bế luôn em bé lên hát hệt như mình là mẹ người ta vậy. Có lần thì người đẹp ngồi xuống giao lưu với một chú bé đáng yêu là fan cứng của mình. Hai chị em còn cùng song ca ngay bài hát Thị Màu tại chỗ đáng yêu vô cùng. Còn trong sân khấu, mỗi khi có fan nhí yêu cầu bài hát là Hòa Minzy lập tức đổi giọng siêu cưng hệt như lúc nói chuyện với Bo ở nhà vậy. Và fan muốn Hòa hát bài gì là được đáp ứng ngay không có do dự chút nào. Nếu Hòa Minzy tốt với fan 10 thì với fan nhí phải tới 100 luôn đấy. Siêu cấp cưng chiều, Ngô Phước Thịnh có thể nói là nam ca sĩ luôn thú vị và đặc biệt. Vẻ đẹp trai thì chưa bao giờ thay đổi nhưng mà duyên của anh với fan nhí thì đổi nhiều lắm nha. Ngày xưa từng có lần Ngô gây cười cực mạnh khi giao lưu với một em bé ngay trên sân khấu mà toàn nhận được sự lạnh lùng, phớt lờ, thậm chí còn bị liếc xéo luôn đấy. Suốt cả phần trình diễn, dù nam ca sĩ đã nhiệt tình trao đổi ánh mắt, nắm tay, giao lưu hết cỡ nhưng cô bé vẫn cứ không quan tâm, chẳng đụng đậy như cũ. Sico lẽ vì anh chàng nói nhiều lại còn mỏ hỗn quá, toàn chọc cô bé nên mới bị lạnh nhạt như vậy đấy. May mắn là những lần sau này, nam ca sĩ không còn hay nói đùa, trêu chọc gây cười nữa, chỉ xuất hiện đẹp trai người người thôi nên các bé đã dịu dàng và đối xử rất khác rồi, ôm cũng cho ôm, còn không ngại thơm má nữa đấy.